Anh em xem bằng điện thoại thấy đồ họa nó có ổn không? Tại stream mức này thì hơi bị lắc. Trạm bận đại sự chút quay lại. Hôm qua chờ đến 0:36 rồi, mấy anh em mà thấy mà qua 10:30 thì đừng có chờ mình nữa nha. Lần sau mà nếu mà mình ấy thì hôm qua mình bệnh, tới nay cũng vẫn chưa hết bệnh mà. Tao phải đợi đến 3 giờ giống nè, đợi đến 3 giờ luôn. Anh Lõ đã bảo là không được chào mà. Ủa là sao? À, thôi thì chào mấy bạn nha. Thôi để mình tập trung mình chơi game tí đã. Giờ mình cần có nhiều thứ, khá là nhiều thứ mình cần phải làm ở đây. Đó là bây giờ nè. Ủa gì? Mới nghe tiếng gì đây? Cái thương 700% đam. Ui vãi cứt. À tôi có một bình kinh nghiệm nữa nè. Khoan đợi tí. Mình có khá là đồ nhiều đồ ngon á. Ai chào anh lỗi anh chơi chửi. Vậy sao giờ mang tiếng xấu cho tôi rồi? Thì mấy bạn chào thì chào thôi, tôi không thấy bình luận thì lỡ không thấy bình luận thì mấy bạn cũng thông cảm, like game mà. Thì đâu phải tôi like idol đâu. Giờ tôi chào lỡ tôi chào giờ tôi cái gì đâu, tôi chửi trời. Nói mang tiếng xấu với tôi quá đi. Anh em này mà muốn nói vậy là mang tiếng ác cho tôi rồi. Tôi chỉ hơi lằng nhằng tí thôi, tôi hơi hơi nói nhiều một tí thôi chứ không có ai mà chửi, ai nỡ lòng nào ra tay mà ổ gì ra miệng mà chửi fan bao giờ. Hôm qua không like tại hôm qua mình bệnh mà. Hôm trước là mình không ấy được, anh em cũng biết. Anh ăn cơm chưa, mới vừa ăn cơm xong luôn, mình mới vừa ăn cơm xong á. Anh em xem trên Nono Live thấy đồ họa ảnh hình ảnh nó có được chi tiết không, nếu mà nó bị mờ mờ nói mình biết là mình giải quyết nha. Cái bộ mà quá mà. Ôi anh Lâm quay trở lại, mới bữa chặn anh Lâm xong giờ tưởng đâu anh Lâm giận luôn, ai ngờ giờ anh Lâm quay trở lại rồi. Mình chắc bây giờ mình lấy con ngựa đi vòng vòng tí để tập trung mình chế đồ cái này. Bây giờ đang 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 mệt trong người nên là cần cái đồ tập trung cao rồi. Trong mình thì có mấy cái búa ở đây nè, mấy cái bú, đúng rồi, mấy cái bú xịn này cần gì phải chế đúng không? Nỏ thì chưa có nỏ xịn. Ui cha mẹ ơi, này 300 mấy % đam. Cái đồ ấy xịn đâu rồi ta, đẹp mà. Nếu mà bị mất chi tiết á, thì nói mình biết để mình sửa lại, mình hạ đồ phân giải xuống tại vì nhiều khi nó nặng quá nó mất chi tiết. Chủ tịch đâu rồi, chủ tịch bệnh rồi. Tại trên cái vùng mình không biết nó đang thay đổi thời tiết á, khá là nhiều nên là hầu như ai cũng bị bệnh nè, mình cũng đang bị bệnh nè. Bệnh mấy nay cứ nhức đầu hoài. Nó hôm qua bởi vậy nên là mình ngủ sớm được 12 giờ là mình ngủ rồi, nên là mình bây giờ nay mình cũng đỡ đỡ tí. Nó đỡ có mệt trong người. Ủa mà thời buổi giờ ai mà xài mấy cái cung độc nỏ độc nữa ta? Thì thời buổi này là giờ là đi xài tới mấy cái ấy rồi. Giờ mình xài tới mấy cái ấy kia rồi chứ đâu mà xài ba cái đồ cùi bắp này nữa. Thôi được rồi, giờ đi bắt thú thôi. Trời ơi nè, cái nhà tôi là ngay cái giờ này là nó đẹp nhất nè, anh em thấy chưa? Trời ơi, cái mình nói hôm bữa mình đang xây nhà lúc mà nắng chiều vàng hoe. Trời ơi, cảnh 21 giờ đêm. Nó kết hợp với lửa, mấy con thú nhìn nó đẹp cực kỳ luôn. Mà hôm bữa mình quay giới thiệu nhà mình không ấy được. Này lấy trái dừa, thầy tí mình lấy dừa nha. Lấy trái dừa. Hôm nay chắc mình đi bắt con chim quái thai lại để mình farm thịt anh em ạ. Vì khá là cần thịt để mình làm mấy bình tâm thú á. Chắc chắn là đầu tiên là mình phải bắt cái con chim quái thai. Ủa bây giờ mình đang tính kiếm cái gì mình quên rồi ta. Tự nhiên nãy mình lại ở đây mình nói mình lấy gì vậy anh em? Anh em nhắc lại cho mình coi, tự nhiên nãy mình lại ở đây nói lấy gì nè. À, lấy trái dừa. Dừa đâu rồi ta? Bé Lê Văn Đạt. Rồi đã có đã Tokuda gì tôi lấy trái dừa mà dừa tôi cất đâu. Đang để tôi kiếm cái dừa cái đã. Tôi cất đâu rồi ta? Là tôi xài hết rồi. À, để trong thú thú ăn hết rồi. Dừa đúng rồi, lấy trái dừa mà mình quên. Bây giờ mình dừa chắc mình dục vô trong con thú hết rồi. Phải đi farm thêm dừa mới được. Tàu của cái lửa nó chạy dưới nước luôn nè, lửa nó xuống nước luôn, ghê cho anh em. À chào bé Lâm, nãy giờ bé Lâm vô mà quên chào bé. Chào bé Lâm. Ê, đốt cái đuốc đi, lâu quá không không xài cái đuốc này đâu. Thiếu gỗ và stone thì để lên mình đập, mình lâu quá không xài cái đuốc. Cái gì vậy?
À đúng là mình farm này mình được gỗ luôn. Rồi lâu quá không xài cái đuốc, đốt cái đuốc lên đi. Tỏ vẻ ra mình cùi bắp như là một người không biết chỉnh gamma vậy anh em, nhưng mà đuốc đốt vậy đẹp. Chào em với, chào em. Trời ơi, đời chưa khổ quá. Chào. Cái thanh niên chào, mê chào á. Nhiều khi giờ tôi không, tôi đang like này tôi không thấy bình luận rồi tôi không chào được, mấy anh em giận tôi hay sao? Chửi tôi trách móc này nọ. Bây giờ tôi sợ nhất là, nên là vấn đề anh em vô chào nên là tôi hay trách móc quá, rất là nhiều, bởi vì tôi sợ là lỡ tôi không thấy bình luận tôi không chào được, cái đấy là nói này kia kia nọ các thứ các kiểu con đã điểu. Rồi anh stream là em đi ngủ luôn rồi. Rồi anh hứa luôn, anh hứa là lần sau anh sẽ cố gắng stream sớm hơn. Tại vì anh đang rất là mong mỏi là mình sẽ stream trước một để ngủ trước 12 giờ. Tại riết là giờ anh bệnh rồi. Không chịu nổi nữa. Hôm qua không like, hôm qua đang bệnh nha. Hôm qua bệnh, tại hôm bữa trước đó mình like Liên Quân là mình có nói mình bệnh, mình không chơi nổi mà. Mình không ngồi máy tính nổi luôn thì các bạn biết rồi. Hôm qua hơi mệt quá nên nghỉ like. Hôm nay ráng ráng dậy like. Anh em nhìn mình thì có vẻ ổn, nhưng thấy mắt mở không ra là biết. Đúng vậy. Chỉnh giờ sáng hả? Rồi, dẹp cái đuốc vô. Đồ, tôi thấy chỉnh gamma lên nó không có đẹp đó chứ. Ôi, con gì đằng đó kìa. Tôi thấy con gì điện điện có điện lực á, hình bóng của điện lực đằng đó kìa. À, ba sừng điện lực. Được rồi, trời ơi, anh điện lực. Em đến với anh đây. Ok, anh đến với em đây. Được rồi, đợi tí. Tôi sẽ farm hết cái này xong là tôi sẽ đến với cái đến nơi của anh điện lực ngay. Thịt mẹ anh điện lực hả? Anh đưa ở đó anh điện lực với em. Anh sẽ em sẽ cưỡi ngựa đến với anh ngay. Mày này thì anh điện lực. Khoan lấy trái dừa ra để con chó này ăn hết. Đó, ok, em đến với anh ngay. Vậy gì đây à, tại lỗi edit video trễ mới like trễ, đúng là tôi làm không kịp mà, tôi làm rất là nhiều việc. Hôm nay tôi phải ngồi, tôi bệnh mà tôi phải ráng tôi ngồi đào đá trong bit ARK để ra lại mấy video bit ARK cho anh em, tại vì nhà tôi trong bit ARK tôi bị mất hết rồi. Nên là tôi phải làm lại từ đầu. Rồi bị bệnh hôm bữa trước live là bữa trước kia tôi ngồi tôi live Liên Quân là tôi nói tôi bệnh, tôi ngồi tôi chơi ARK không nổi mà, tôi có nói luôn mà. Kêu gì kêu gấu gì. Ôi cảm ơn chút một đồ. Nói chung là cảm ơn mấy bạn nãy giờ tặng quà cho mình không để ý hết á. Mấy bạn cũng thông cảm thì không phải là like idol. Ai tri ke trợ sủa ông nước. Tri ke sợ thợ sửa ống nước à, ta thợ điện, ta bên ngành điện lực mà nói người ta thợ sửa ống nước à, nói vậy người ta buồn. Cái con ngựa nó không có đủ turbo đánh mấy con kia, đánh mấy con hệ điện. Ôi thôi mẹ ơi, thật là đáng sợ. À đúng rồi, mình làm mấy bình thuốc hồi máu nữa anh em à, mình nên đi di chuyển cái con Anki của mình vô trong đây để mình lấy mình gom đồ cho nó nhanh ha. Quả là một chuyện thật, quả là một câu chuyện đáng sợ mà. Ôi nghĩ đến mà nổi hết da gà, sợ quá. Ủa à cái bình máu đây, mẹ ngu quá, lâu quá tự nhiên giờ cũng quên mấy cái vụ này. À, sau đó này làm mấy cái bình này là để phục hồi cái ấy, mình quên cái con này là để làm gì rồi, hồi stamina này là hồi food, nhưng mà bây giờ mình không đủ thịt để làm cái này. Tao nắm thì có chắc rồi chế luôn mấy bình này, chỉ có cái là bây giờ mình sẽ thiếu thịt và mình đang cần một con farm thịt, thì chim quái thai là cái con sẽ đáp ứng. Và bây giờ mình gặp con ba sừng điện thì mình sẽ bắt nó đầu tiên. Gặp điện lực thì phải bắt điện lực đầu tiên. Tôi rất là thích nè, con thú tôi cưỡi cũng điện lực nè, điện lực chích điện cho ghê. Ôi nãy giờ cảm ơn mấy bạn tặng quà nha, không thấy với VL toàn làm ăn trễ vãi, người ta bờ người ta công việc người ta các thứ đâu phải ai cũng rảnh đâu mà stream liền đâu, tôi phải ngồi edit video các kiểu con đà điểu. Ê, điện lực. Ê, chào chú điện lực. Ấy chết mẹ rồi. Trời ơi điện lực phế VL. Thôi kệ thì anh ấy phế quá mà. Chúng ta cũng phải thông cảm về điều đó, anh ấy chỉ cấp 60. Không hài lòng. Điện lực này kỳ quá. Đi kiếm bờ te điện, cũng kiếm bờ te điện bài cho nhanh như điện coi. Ôi cảm ơn Gô Minh nha. Ôi tôi thấy cái gì đó đỏ đỏ đằng kia kìa.
trăm công ngàn việc mà ha ha. Ơi trời ơi, bây giờ tôi mới phát hiện ra một điều, chính là mấy cái bình độc tôi đâu hết rồi ta. Mấy bình thuốc tâm minh giờ gặp mấy con bờ te đó đâu có bắt được. Má thiệt chứ, số gì đâu mà nó nhỏ. Lô em, lô anh Hải nha. Lọ nó chơi 8 tháng 3 với gấu nên lai trễ. Trời, đời cờ mờ, tao mà đi chơi 8 tháng 3 hả? Địt con mẹ, bây giờ tao không ở nhà đâu. Tao không ở nhà lai đâu nhé. Phải cả trưởng dám nói tao đi chơi 8 tháng 3. Rồi, nhiều bạn tặng quà quá, cảm ơn anh Hải với Hoàng Nguyễn nha. Tăng tốc chạy lên anh. À đúng rồi, mà cái con ngựa tăng tốc độ chạy lên phế lắm. Phế với con dế gì. Từ từ để mình lấy thêm đồ, cứ đi đi đi, cứ đi đi về về quên hoài. Kiểu như là già rồi anh em. À đúng rồi, tôi phải lên tôi thăm lại cái căn nhà kiểu Nhật. Cái mái vòm Nhật của tôi mới được. Trời ơi, ở này mà sau này làm thêm một cái nhà bên kia đối diện, mà bên kia làm bằng nhà kính, nó đậm chất phim Nhật luôn. Cái chỗ này tôi hài lòng lắm. Sau này tôi phải làm dưới đúng không, cái mình làm kiểu như có nước, làm kính như cái hồ bơi. Trời ơi, y chang phim Nhật anh em à. Hết sảy chỗ này, sau này cho ta thuê đóng phim là vừa. À khoan, ôi không ỉa được rồi, tính trước khi đi ỉa cái cho may mắn. Ồ mà nãy nói lấy về nhà lấy gì quên rồi ta. Đồ miễn phí thôi em. À đồ mấy cái đồ quà đó anh nói là quà miễn phí gì. Mới nãy thì về, à về là mình sẽ chế thêm bola nè, để đi gặp bờ te xong rồi thiếu bola. Nhưng bây giờ vấn đề là thiếu thịt rồi. Đó chứ chế bây giờ đang thiếu thịt đúng không. Để mình làm mấy cái này, để làm mấy cái bình thịt thúi trước anh em à. Vì mình khi mà mình gặp bờ tây alpha rồi, mình phát hiện ra là nếu mà không có thịt thối thì mình chả farm được gì cả, chả bắt được con thú gì cho nó nhanh. Bây giờ trong khi đã có con ấy rồi, bình độc không, bình độc thì phải chế thôi. Nhưng mà nãy khi mình gặp bờ tây alpha thì mình phải là farm thêm thịt nữa cho nó đủ những cái thịt thối đó. Toilet giữa nhà, ôi cái chỗ đó là khi mà bạn bước vào trong nhà mà cái không gian chính giữa là một cái toilet, thì khi bạn ngồi và bạn ỉa với một cái toilet rộng như vậy và không có cửa, sẽ tạo cho bạn một cảm giác ỉa thật là thoải mái, thật là sảng khoái, mang lại cái cảm giác thư thái khi bạn ngồi ỉa và sẽ không bị rác đít. Ôi bà mẫu mẹ mày dám lấy cốp cái ấy xanh của tao, con khốn mày, con chim mày xuống đây. Cánh ngựa bị lỗi hay không, nó lỗi mấy mùa rồi, nó đâu sửa đâu. Thì nhiều lúc mod mà đâu phải bạn đòi nó tuyệt đối được đúng không. Chủ tịch hả? Chủ tịch bệnh rồi. Nó trên khu trên mình bây giờ nó đang thay đổi thời tiết khá là nhiều. Ví như sương xuống rồi, lạnh rồi, mưa các kiểu. Là bây giờ khá là nhiều người bị bệnh. Kiểu như ỉa máy lạnh hả? Lỡ trời ơi. Bậy, ỉa máy lạnh á là bậy. Ỉa máy lạnh rất là thúi. Cái gì ỉa máy lạnh á là nó sẽ... Bạn có biết bạn ngồi trong phòng máy lạnh bạn hút thuốc bao giờ chưa? Có một người nào hay là bạn đang ngồi trong phòng máy lạnh mà có thằng nào vô hút thuốc không? Ui, 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 ui. Bà mẹ nó trộm dưa rồi. Đâu rồi? Con khốn nạn. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Tao đang chế bola nên là tao không có dí mày kịp. Trời ơi. Trời ơi, con khốn nạn. Dám trộm dừa. Bà nội mẹ cha mày trộm 1.500 trái dừa. Khốn nạn hà. Thứ mà ông nội mày không biết dạy thằng cha mày. Cho mày ra đường phá làng phá sớm. Đang farm thêm một tí thịt nha anh em. À nghĩ cái thương này để chọn được nhiều hơn không? Tại không không, nó chỉ nhanh chứ không nhiều đâu. Phong thủy đẹp, toilet giữa nhà, đúng rồi. Khi mà cái cảm giác mà bạn biết, mà cái trải nghiệm gọi là mang lại cho bạn một cái trải nghiệm vô cùng mới đúng không? Kiểu như mà đặt cái toilet giữa nhà. Rồi. Đồ này này, cái con quỷ nó trộm đồ nó rồi. Phải giải quyết nó mới được. Lấy bola ra giải quyết nó mới được. Đi chịch thằng cha tụi bay, dám nói xấu tao hả? Tao mới ra ngoài một tí mà tụi mày ngồi trong đây tụi bay bàn tán nói xấu tao các kiểu hả? Bậy bạ nha. Ôi trời, con ngựa này nó đánh bằng cái đòn trước được. Thiệt chứ, nãy mấy con quỷ kia nó lấy tôi bao nhiêu đồ đây. Để tôi coi, kiểm tra lại coi cái mấy con quỷ sứ đó lấy tôi những cái gì. Ôi trời, nó lại lấy dừa nữa kìa. Có khốn nạn không?
tôi lại mất tất cả rồi thì chứ tôi sẽ không bao giờ đem những cái món đồ mà quý giá như vậy ra đường nữa, thì tôi khổ quá. Bệnh mà cũng tranh thủ quay tay nữa. Thì chứ mấy thanh niên này tối ngày nói xấu người ta không. Mấy con khốn nạn, mấy con chim đá đồ. Trời ơi, coi như tao là cái dựa hàng để cho tụi bay lại, tụi bay lấy hay sao vậy ta? Chứ ra ngoài mà nhà giàu ra đường là chuyên gia bị mấy thằng ăn cướp mất dạy. Mày nó canh mình từng chút một, 1 mét vuông á, cả chục thằng ăn trộm. Ôi tôi có yên bờ te xịn rồi, 200 giáp. Mẹ, lấy cái yên này đem về nhà cất để quỷ cái yên đá lấy đồ nữa. Thôi đem đem về nhà cất cái đã. Khốn thiệt. Rồi cảm ơn Nam Nguyễn với lựu đạn nha. Chơi game thì bật đèn sáng lên đi anh Lỗ ơi. Không tôi thích bóng tối. Vì bóng tối thì nó kiểu như mà trong phòng tôi không có đèn. Trong phòng tôi chỉ có cái máy tính, hai cái màn hình máy tính nó rọi cho sáng thôi chứ không có đèn. Cho nên là giờ cũng biết làm sao giờ. Rồi. Để đem về từ cất đồ mấy con quỷ này. Cái gì lỡ qua phụ AB official vài ngày, lỡ bằng thỏ giờ lười farm toàn đi linh tinh không. Trời. Tôi nói rồi, tôi tại vì tôi bận quá nên là bây giờ tôi còn làm nhiều việc đó, nên là không dám chơi chơi cái official nữa, không dám chơi dạng mà BB nữa nên tôi mới bỏ, chứ giờ tôi qua ngày tôi chơi không được bao nhiêu rồi. Rồi sao? Là cùng farm được gì đâu. Yên bờ tay 200 mấy giáp này có kêu liền. Mà khi mà tôi về nhà tôi lại nhớ ra một điều là bây giờ tôi phải đi farm dừa lại anh em. Mà giờ cái cuộc sống nó cứ theo một cái hệ thống tuần hoàn như vậy, giờ tôi lại lỏ. Giá như mà cái ngày đầu tôi không hâm mộ con chó cà giặt lỏ quá thì bây giờ cuộc đời tôi đã lên hương con mẹ nó rồi. Giá thêm thịt thối đâu. Ôi 200 miếng thịt thối được nè anh em. Rồi được 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 được, kỳ này là xong rồi, tôi đi ra tôi bắt BT Alpha là sẵn chuẩn bị là cuộc đời tôi sẽ thay đổi từ nay từ đây nữa nè anh em. Bắt chim hả? Bây giờ mình đi là mình bắt cái con cái canh ngựa. Giờ đi 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 bắt chim quái thai hoặc là bắt Pteranodon các kiểu. Mà nó lấy hết dừa tôi con chó đó. Giờ nghĩ lại còn tức. Khoan lên thử sức với con đỏ chét này coi. Ồ thôi 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 thôi. Bạn bạn trên đó mạnh lắm. Mà con rồng tôi, con ngựa tôi thì mới có 2 triệu máu à. Cái bạn ấy đó thì mạnh lắm. Tính tính lên bắt cái con đỏ đỏ lên đó. Thôi bỏ đi, mình đi vòng vòng ngoài mép, đi ngoài mép. Phải đi ngoài mép trước anh em à, phải chứ phải 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 rà cái ngoài mép trước chứ, để đi vô tiến sâu quá vô trong trong quỷ toàn thứ dữ không à. Ngoài mép cho nó dễ. Thật ra thì nó vẫn nuột nà và trơn tuột hơn là đi trong trống ớn lắm. Thì bên kia ganh chết. Anh kilo còn vừa, cũng còn, nhưng mà thực sự thì bây giờ mình không dám đem theo nữa. Vì đem theo là dễ mất hết. Có rồi, có mồi. Trời ơi, dính rồi kìa. Trời ơi, đá lố con mẹ nó rồi. Đâu con để chó Parasaurus tưởng đâu nó giỏi vậy chứ. Bây giờ không có thịt đùi thì cho ăn đỡ thịt này đi. Thì con này nó cũng bị đá lố rồi. Ra thì chấp nhận đi, tại con này cấp 60. Tiên thì có thú bay trước thì vẫn ổn hơn là không có đúng không? Ăn ăn kiếp bồ không? Rồi dắt nó về được.
Đó, đội nón. Vẫn là phải nhắc tới đội nón. Đội nón giờ sao còn là cái chất chơi người dơi của mẹ già. Đấy rồi, cộng được có 7 level. Lý do là tôi bị đá nó trúng một phát nó khá là đau. Một phần là do con này không ngờ nó cấp nhỏ như vậy. Rồi có bờ te về là xong. Bỏ đi anh, bỏ gì? Mình bây giờ không có bỏ. Khi mà bạn đang lỏ thì bạn không nên bỏ bất cứ thứ điều gì khi mà bạn thấy được nó. Khi mà bạn bỏ là biết đâu bạn tìm được, lỡ bạn gặp được con cấp bự mà bạn đang đá nó thì bị con Giga xuống nó ganh chết thì sao? Mình phải nghĩ đến những cái trường hợp lỏ. Cho nên nó là mình đang lỏ thì không nên bỏ bất cứ điều gì. Thì mình phải tận dụng nó. Giờ không thà có xài còn hơn là không có, đúng không? Anh em đừng có nghĩ kiểu như mình đang giàu. Game easy, đúng rồi. Ông chỉ tôi cua mà vờ lờ thế, ông chỉ tôi cua mà vờ lờ. Tôi chỉ nhưng mà bây giờ tôi ghét rồi. Nào vô đây khoe bạn gái chặn hết. Bởi vì tôi không thích nữa. Giờ tôi ế nè, tôi ghét nào có bạn gái thì chỉ chặn hết. Hớt tóc đi mẹ ơi, chăm sóc nhan sắc tí. Mẹ già giờ chưa để vô làm cái kéo rồi. Nè, đứng đây bà te, để anh vô, anh có cái dừa có yên xịn cho em mà để anh hớt cái đầu cái đã. Cái sờ mít thi đó. Cái éo, nãy mình học cái kéo, cái kéo. Éo, ồ sao không có cái éo? Vậy là mình phải đi tìm lé vô rồi. Cái éo nằm ở cấp độ nào đây? Sao bây giờ cái éo tôi không có biết tên. Bây giờ tôi chỉ nhìn tôi rà vậy không mà tôi rà lên rà xuống rà rà hoài mà tôi không thấy được rồi. Kỹ năng nó mờ 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 mờ. Rồi tôi cứ đầy. Cái màn dạo đầu của tôi nãy giờ cũng hơi bị lâu rồi. Tôi rà rà ở ngoài quá tôi tìm không được cái kéo. Yên alpha bà te. Ui nó cần yên alpha hả? Bà mẹ. Để coi cái yên này yên alpha hay yên gì? Đâu rồi? Không cái yên đâu rồi? Immortal. Phế vờ lờ. Cái yên alpha bờ te nằm đâu? Ủa nó là bờ te lửa hay là alpha? Trời ơi, ui. Thằng nào nãy nói yên và alpha bờ te đâu đâu làm kiếm chết mẹ hà. Thằng nào? Mẹ lừa bố. Làm bố tìm chết con đĩ mẹ bố luôn. Thiệt kìa. Mấy này là chơi kiểu này là chơi về chết rồi. Chơi chơi về chết anh rồi mấy đứa à. Ôi mình không đủ mấy cái DNA chứ không mình chế mấy bình kinh nghiệm. Thằng nào dám lừa bố kêu yên alpha bờ te ra đôn làm đi kiếm chết con đĩ mẹ luôn thiệt tình hà lừa phàn phiết gì lừa nhau không à.